Hôm 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã diệt toàn bộ UAV trong cuộc tấn công của Ukraine vào cảng Sevastopol. Cùng ngày, Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc sau cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói Nga đang cố gắng biến Kherson thành vùng loại trừ. Mới đây, quan chức Ukraine ở vùng Zhutom đã đưa ra lời cảnh báo sắc bén nếu Nga tiến quân và tấn công thông qua biên giới Belarus Nga cáo buộc Vương quốc Anh thực hiện vụ nổ đường ống Nord Stream. EU sử dụng tài sản đóng băng 17 tỷ euro của Nga để tái thiết Ukraine. Kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Hôm 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công bất thành của Ukraine nhằm vào thành phố cảng Sevastopol ở Crimea vào sáng ngày 29 tháng 10, có sự tham gia của 9 phương tiện bay không người lái và 7 máy bay không người lái của Hải quân. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công xảy ra vào lúc 4 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương nhằm vào các tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga và tàu dân sự đang cập cảng, đồng thời cũng nói thêm rằng các tàu Hải quân Nga đã lập tức tham gia bảo vệ cho tuyến hành lang ngũ cốc vốn được thiết lập để xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen tất cả các máy bay không người lái đều bị tàu chiến và lực lượng không quân Nga bắn hạ ở vịnh Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, việc chuẩn bị cho cuộc tấn công cũng như đào tạo các quân nhân thuộc Trung tâm Điều hành Hàng hải đặc biệt số 73 của Ukraine đã được thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia Anh tại thành phố Ochakov thuộc vùng Nikolaev của Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết, thông tin mà quân đội Nga thu được cho thấy bên thực hiện nghĩa vụ tấn công này và vụ phá hoại đường ống Nord Stream là cùng một đơn vị hải quân Hoàng gia Anh. Trước đó, Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Ravozhev cho biết đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine vào thành phố kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Sevastopol nằm tại Crimea và đã trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014. Sevastopol đã được Moscow chỉ định là thành phố liên bang do có tầm quan trọng chiến lược và là căn cứ của hạm đội Biển Đen. Cảng này thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Vào tháng 7, 6 người đã bị thương sau khi một UAV lao vào trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Cuộc tấn công diễn ra vào ngày hải quân của Nga và dẫn đến việc chính quyền phải hủy bỏ các buổi lễ kỷ niệm trong thành phố. Một chiếc UAV khác đã va vào nóc của trụ sở vào tháng 8, nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể nào. TASS đưa tin, hôm thứ Bảy 29 tháng 10, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, gửi một bức thư đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo đó, vị đại sứ này khẳng định hành lang an toàn được thiết lập cho hoạt động xuất khẩu thực phẩm của ukraine đang được sử dụng như một vỏ bọc để tấn công thành phố cảng sevastopol ở biển đen ông nebenzia cho biết các cuộc tấn công đang được che chắn bởi các hành lang an toàn vốn được tạo ra để thực hiện sáng kiến biển đen các con tàu và cảng ở sevastopol thời gian qua được sử dụng cho tiến đường nhân đạo nhằm xuất khẩu lương thực của ukraine tuy nhiên sau cuộc tấn công của kiev vào hạm đội biển đen của nga các tàu dân sự giờ đây không thể an toàn rời bến theo sáng kiến ngũ cốc Đại sứ Nepenzia tuyên bố bắt đầu từ giờ, phía Nga sẽ đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc vô thời hạn và văn bản hướng dẫn thay đổi đã được gửi đến các đại diện của Moscow tại trung tâm điều phối chung ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 29 tháng 10, Nga đã tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Động thái này được đưa ra sau khi Ukraine tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay, bay không người lái nhắm vào các tàu vận chuyển hàng hóa nông nghiệp tại cảng Sevastopol. Theo RT, trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, Bộ Quốc phòng nga cho biết nga đang ngừng việc tham gia vào thỏa thuận về xuất khẩu nông sản từ các cảng của ukraine. Bên cạnh đó, bộ quốc phòng nga cũng đã cáo buộc vụ tấn công này được thực hiện với sự tham gia của quân đội anh. Bộ quốc phòng anh đã phủ nhận việc liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của ukraine vào hạm đội biển đen ở sevastopol. Đồng thời nói rằng moscow đang cố ý tuyên bố sai sự thật nhằm đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế. Bình luận về quyết định đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc của nga, ông andre Emak, tránh văn phòng tổng thống ukraine. Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow thực hiện hành vi đe dọa. Ông tuyên bố các vụ đe dọa của Nga quá dễ nhìn ra, đe dọa trong lĩnh vực hạt nhân, năng lượng và thực phẩm. Ông nói thêm rằng tất cả các hành vi của Nga đều quá đơn giản và dễ đoán. Vào hôm 29 tháng 10, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga ông Dmitry Puchasev nói, Nga vốn đã phát tín hiệu rằng Moscow sẵn sàng gửi 500.000 tấn ngũ cốc đến các quốc gia nghèo nhất trong vòng 4 tháng tới dưới sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông lưu ý rằng, nhờ vào vụ thu hoạch bộ thu năm nay, Nga hoàn toàn sẵn sàng thay Ukraine cung cấp ngũ cốc và sắp xếp việc giao hàng tới tất cả các nước cần nói nhất với mức giá hợp lý. Bộ trưởng nói, nhưng thỏa thuận ngũ cốc hiện nay không những không giải quyết được vấn đề cho các quốc gia có nhu cầu, mà thậm chí còn làm trầm trọng thêm vấn đề của họ theo một nghĩa nào đó. Chúng ta có thể thấy những chuyến tàu từ Ukraine đang hướng đến Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan, thay vì các nước nghèo, đối với một số hàng lương thực, tỷ trọng của các nước EU thậm chí còn dao động từ 60 đến 100%. Trước đó, Nga đã cảnh báo rằng nước này có thể từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc nếu những hạn chế nhằm vào việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga không được nới lỏng. Hơn nữa, sau vụ nổ trên cây cầu chiến lược Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nếu Ukraine sử dụng hành lang ngũ cốc để vận chuyển chất nổ, thì Nga sẽ cân nhắc khi bỏ hành lang này. Thỏa thuận đột phá giữa Moscow và Kiev đã được ký tại Istanbul vào tháng 7, được Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhằm mục đích cho các tuyến đường xuất khẩu nông sản tại Biển Đen hoạt động trở lại sau khi xung đột nổ ra giữa hai nước khiến tuyến vận chuyển này bị đình trệ. Hôm 29 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken nói rằng việc Nga đình chỉ tham gia thỏa thuận ngũ cốc được Liên Hợp Quốc làm trung gian là hành động vũ khí hóa lương thực khi khiến cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trở nên trầm trọng. Ông Blinken cho biết bất kỳ hành động nào của Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc quan trọng này đồng nghĩa với việc đang tuyên bố rằng người dân và các gia đình trên khắp thế giới phải tốn nhiều tiền hơn để mua lương thực, nếu không thì phải nhịn đói. Cùng ngày, Reuters đưa tin ngoại trưởng mỹ ông antony blinken cũng đang gặp người đồng cấp ấn độ là ông Subramanian jaisanska để thảo luận về xung đột nga và ukraine cũng như các vấn đề khác theo thông cáo của bộ quốc phòng mỹ ông blinken đã nói chuyện với ngoại trưởng ấn độ Subramanian jaisanska về các vấn đề khu vực và toàn cầu bao gồm hợp tác chống khủng bố và cuộc xung đột đang ngày càng diễn biến phức tạp tại ukraine được biết ấn độ là một khách hàng lớn mua dầu của nga việc này được phương tây xem là đang tài trợ cho xung đột chống lại ukraine Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ cho biết, ông Jai sẽ đến thăm Nga vào ngày 8 tháng 11. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang cố gắng biến nơi đang chiếm đóng ở tỉnh Kherson trở thành vùng loại trừ. Theo ông Zelensky, quân đội Nga đang tháo rỡ toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện có ở những nơi chỉ chiếm được tại Kherson. Lực lượng Moscow đã lấy đi những thiết bị, xe cứu thường và rất nhiều thứ từ các cơ sở y tế, đồng thời gây áp lực lên các bác sĩ và nhân viên y tế còn ở lại Kherson và bắt họ phải chuyển đến Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, Nga đang biến thành phố Kherson thành một nơi không có những thứ cơ bản và thiết yếu giống như những vùng khác. Trước khi lực lượng Moscow đến, nơi này cũng như những vùng khác với đầy đủ mọi dịch vụ xã hội và an toàn. Giờ đây, Nga đang biến Kherson thành vùng loại trừ theo đúng nghĩa đen. Cộng đồng quốc tế phải lên tiếng phản đối hành động này. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi những người dân còn lại ở thành phố Kherson phải cố gắng tự giúp đỡ lẫn nhau và bất chấp vượt qua các hành động của quân đội đối phương. Ông Zelensky nói, Bộ Ngoại giao và các đại diện của Ukraine trên khắp thế giới đã thông báo tình hình leo thang này cho đối tác và tổ chức quốc tế. Tôi hứa lá cờ Ukraine sẽ trở lại Kherson, và nơi này sẽ được quay trở lại cuộc sống như trước kia. Hãng thông tấn Ukrifarm đưa tin, hôm 29 tháng 10, Cục trưởng Cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Kirill Bunanov cho rằng, chiến dịch chiếm giữ Kherson của Ukraine rất có thể kéo dài đến cuối tháng 11. Theo ông, các đơn vị được đào tạo bài bản và có năng lực nhất của Nga hiện đang ở Kherson. Ông Vua nói, phần đông trong số họ là từ lính dù, lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ của Nga và bộ binh hải quân. Đây đều là những đơn vị có năng lực mạnh nhất của Nga. Ông cho biết thêm, lực lượng tác chiến của quân Nga trên hướng Kherson là khoảng 40.000 binh sĩ. Cùng với đó, ông Budanov cũng bình luận về vấn đề Nga có thể cài mìn nhà máy thủy điện Kakhovka. Ông nói, theo đánh giá của chúng tôi, nếu thực sự đưa ra quyết định như thế, họ sẽ chỉ cho nổ tung đường đi qua con đập để chúng ta không thể sử dụng các phương tiện di chuyển họ cũng có khả năng cho nổ các ổ khóa nước, khiến một phần nước của đập chảy ra ngoài. Ông Budanov nói thêm rằng, điều này có thể xảy ra nếu quân đội Ukraine chiếm Kherson và quân Nga quyết định rút lui. Ông nói, sau khi rút lui khỏi bờ Tây của bờ sông Dnipro, họ có thể quay sang làm điều đó để cản trở bước tiến của chúng ta bên bờ đông. Ông cũng tuyên bố rằng trong giai đoạn hiện tại, không có mối đe dọa tấn công từ Belarus, vì hiện chỉ có 4.300 quân Nga ở nước này. Ông Budanov nói, lực lượng đó không được trang bị vũ khí hạng nặng và khoảng 80% đều là lính được huy động. Theo ý kiến của ông, tình hình có thể thay đổi rất nhanh nếu Nga mất Kherson. Ông Bunanov nói rằng nếu lực lượng Nga đã rút khỏi Kherson, họ sẽ chuyển hướng đến Zaporizhia, đồng thời có thể di chuyển về phía bắc tới Belarus. Ukrainefrom đưa tin hôm 29 tháng 10, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Zhytomyr, vùng có biên giới với Belarus, đã nói rằng quân đội Nga sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ nếu cố gắng tiến vào Ukraine thông qua việc tấn công Zhytomyr. Ông Bunekov nói, kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột, chúng tôi chưa bao giờ ngừng tăng cường phòng thủ ở phía bắc khu vực. Tôi sẽ nói những gì có thể nói. Nếu quân địch muốn tiến vào lãnh thổ Ukraine thông qua khu vực Zhytom, chúng tôi sẽ không khoan nhượng với họ. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng biên phòng và các nhân viên thực thi pháp luật hiểu rõ những gì đang xảy ra ở Belarus. Ông Putchenko nói thêm rằng, đây không phải là một cuộc dạo chơi dành cho họ. Được biết, biên giới giữa Ukraine và Belarus ở vùng Zhytom dài hơn 250 km. Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trước đó không loại trừ khả năng Nga sẽ lại tấn công Kiev từ Belarus thông qua vùng Chernobyl hoặc vùng Chernihiv. Hôm 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Hải quân Hoàng gia Anh là bên đã thực hiện phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng trước. Bộ này khẳng định có cả bằng chứng để kết thúc cuộc điều tra vụ dò dỉ mà Na Uy và Thụy Điển đang thực hiện. Bộ Ngoại giao Nga cũng trực tiếp cáo buộc thành viên hàng đầu của NATO đã phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga. Khi vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào cuối tháng 9, các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch nghi ngờ có hành vi phá hoại. Các nước thành viên Liên minh châu Âu cáo buộc Moscow có liên quan đến vụ việc. Phía tổng thống Nga Vladimir Putin còn đã đổ lỗi cho Mỹ đứng sau vụ phá hoại. Hôm 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cáo buộc mới nhất và khẳng định chính các nhân viên hải quân Anh đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Bắc Âu. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các chuyên gia từ đơn vị hải quân Anh đã chỉ đạo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các tàu của hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea trước đó và cũng chính hải quân Anh đã tham gia lập kế hoạch thực hiện cuộc tấn công ở Biệt Bán Baltic vào ngày 26 tháng 9, làm nổ tung đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Phía Vương quốc Anh đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đang sử dụng các tuyên bố sai sự thật ở quy mô hành tráng. Những lệch cáo buộc này chỉ được nói ra từ bên trong chính quyền Moscow hơn là từ phía các nước khác. Các quan chức ở Moscow và Kiev cho biết Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi các tù binh chiến tranh mới nhất vào thứ Bảy 29 tháng 10 vừa qua. Lần này, cả hai bên đã trao đổi cho nhau khoảng 50 tù nhân, thông tin vừa được Reuters đăng tải. Cơ quan tình báo của quốc đội Ukraine cho hay 52 binh sĩ bị bắt giữ được trao trả trong lần hoán đổi tù binh lần này với Moscow, trong số đó có lính bộ binh, thủy thủ, lính biên phòng, thành viên viện binh quốc gia và bác sĩ. Trong một video phát biểu hàng ngày, Tổng thống Zelensky cũng cho biết, kể từ tháng 3, Nga đã trả tự do tổng cộng 1.031 tù nhân Ukraine. Ông nói, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả những người bị giam giữ ở Nga cũng như trên lãnh thổ bị chiếm đóng, và sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng từng người được trả lại tự do. Trước đó hôm thứ Bảy, người đứng đầu nhà nước Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn, ông Denis Pushilin, cũng thông báo một cuộc hoán đổi tù nhân với Ukraine đang diễn ra với khoảng 50 người được trả tự do. Trang Kiev Independent dẫn lời Ủy viên Tư pháp của EU, ông Didier Render, cho biết tổng khối tài sản của Nga bị Liên minh châu Âu đóng băng cho đến nay là 17 tỷ euro, trong số đó là tài sản của 90 cá nhân bị trừng phạt. Hơn 17 tỷ euro được giải rác đều ở 7 quốc gia thành viên EU, riêng nước Đức là đang giữ 2,2 tỷ euro. Ông Didier Render nói rằng số tiền này có thể được chi cho việc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, hơn 17 tỷ euro này vẫn không đủ để Kiev xây dựng lại đất nước. Ngoài ra, Ủy viên Render tiết lộ thêm, giữ chữ ngoại hối tỷ giá 300 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã bị EU thu giữ. Số tiền này có được giữ như một khoản đảm bảo cho đến khi Điện Kremlin tự nguyện tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine. Trang Kiev Independent cho biết, các chính trị gia Ukraine từ lâu đã yêu cầu thanh lý tài sản của Nga để tài trợ cho công cuộc tái thiết Ukraine. Tuyên bố của Ủy viên Tư pháp Render được đưa ra sau bài phát biểu của Vladimir Putin tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Vandai vừa qua. Trong bài phát biểu, ông Putin khẳng định phương Tây đang chơi một trò nguy hiểm với xung đột Nga-Ukraine bằng cách vũ khí hóa đồng đô la và các tổ chức tài chính. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết vào hôm 29 tháng 10 rằng nguồn cung cấp điện ở Ukraine đang dần phục hồi sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các nhà máy phát điện. Theo Reuters, trong những tuần gần đây, Nga đã tập trung thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa và các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, phá hủy hơn 30% mạng lưới điện toàn quốc. Ông Zelensky cho biết, khi phát biểu qua video rằng hiện nay tình trạng mất điện khẩn cấp đã giảm bớt, nhưng một số thành phố và quận vẫn có thể sẽ bị tiếp tục hạn chế nguồn điện. Ông cũng đã cáo buộc Nga cố ý nhắm vào các nhà máy đang sửa chữa, gây tổn thất nặng nề đến lưới điện trên khắp Ukraine. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Ukraine. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.